Câu 3, để nghiên cứu chiều cao của thanh niên lứa tuổi từ 18 đến 22 tuổi ở thành phố Long Xuyên, người ta đo trên một mẫu gồm một số thanh niên được chọn ngẫu nhiên ở thành phố Long Xuyên, kết quả như sau. Đơn vị cm. Đọc cái bảng ra luôn không thầy? Khỏi đọc các bạn tham khảo thôi. A, tính giá trị trung bình mẫu và giá trị độ lệch chuẩn mẫu. B, theo tài liệu khảo sát trước đó, chiều cao của những thanh niên lứa tuổi trên tuân theo luật phân phối chuẩn và kỳ vọng là phi bằng 166 cm, và độ lệch chuẩn Sigma. sigma bằng 8 cm. Hãy tính xác suất để trung bình mẫu có giá trị lớn 167 cm nếu cỡ mẫu n bằng 200. Cái này là tính xác suất để trung bình mẫu giá trị lớn hơn, thiếu chữ hơn, thấy không? Chỗ này nó thiếu chữ hơn rồi, nó thiếu chữ hơn rồi. Thầy cảm ơn em. Thì ở đây thì cái phần đầu tiên đó là tính giá trị trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu, thì cũng như lúc nãy mình sẽ ghi tính cái giá trị đại diện của từng lớp là trước. Không, tính giá trị đại diện của từng lớp. Thì ở đây là đầu tiên đó là mình lớp này là giá trị đại diện nó nhiêu em? Chỗ này đó là mình lấy hai đầu mút cộng là chia hai nè. Trăm năm sáu, được chưa? Dạ, mình lấy cái chính giữa như hồi nãy của thầy À, làm lấy điểm chính giữa đó. Điểm chính giữa tức là mình lấy hai cái đầu mút này mình cộng lại chia hai á, được không ạ? Chỗ này từ 158 đến 162 là mình lấy 160 nè. Chỗ này là nhiêu? 164 không? Rồi, chỗ này là 172 nè. Rồi, chỗ này 176 cái không? 74 với 78 cộng lại chia 2 lại 6. 180. Đấy. Thì mình thấy là chỗ này đó là dữ liệu nó theo kiểu phân lớp rồi lớp đều nhau. Đúng không? Đấy, rồi sau đó mình bấm máy. Bấm máy. Các em nào có cần thì bấm bằng cái máy 570 không? Cần hướng dẫn bằng cái máy 570 không em? Có ai cần không? Cần hay Thì thầy bấm thử cho các em hai cái máy thôi ha. Thì 580 nè. 580 nãy giờ mình bấm rồi, được rồi, bấm thêm lần nữa đi. Thì chế độ thống kê một biến trong cái máy 580 là em bấm menu 61 phải không? Menu 61. Rồi bấm giá trị của x vô. Mình sửa cộng tần số rồi nè. Sau khi nhập dữ liệu xong rồi bấm AC. Rồi các cái biến thống kê. Mình bấm option nè, mũi tên xuống. Mình chọn số 2. Rồi số 1 là trung bình mẫu. À, là 166,5455. Rồi tiếp tục. Cái độ lệch chuẩn mẫu là số 5 nè. Thấy chưa? 5,8652. Coi cái đáp án của mình đúng chưa?
Vậy chị chiếu đáp án rồi. Này nó làm tròn hai chữ số à. Này là 5455. 5455 nè. Trung bình mẫu á, làm tròn bốn chữ số là như thế. Còn cái độ lệch chuẩn mẫu là lúc nãy là làm tròn nhiêu? Độ lệch chuẩn mẫu là 8652, thiếu số 2. Đấy, bây giờ các em muốn bấm bằng cái máy 570 nè. Bây giờ bấm 570 á thì cái chỗ cái máy này cài lên đây tự nhiên nó hơi nhỏ, màn hình nó hơi nhỏ. Thì ở đây đó, thì cái máy 570 đó thì em bấm mod 31. Mod 31. À, thì đối với cái máy mà mới mới ban đầu em bấm mod 31 thì nó không có cột tần số rồi đâu. Đó, thì em muốn cài đặt cột tần số thì em bấm shift mod nè. Shift mod. À, mũi tên xuống. Số 4. Số 1 là hiện cột tần số lên, còn số 2 là ẩn cái cột tần số nè. À, nếu như máy ban đầu của mình nó là nó không có cột tần số đâu. Nó chỉ có một cột ít này thôi. Còn cái cột ban đầu là số thứ tự. Làm lại nè, cài đặt nè, shift mode nè. Mũi tên xuống nè. Số 4, số 1 nè. Thì nó có cột tần số, mình cứ nhập dữ liệu vô. Mình sửa cột tần số lại. Thì sau khi em nhập dữ liệu xong em cũng phải bấm AC. Đó, bây giờ em muốn tính cái giá trị trung bình mẫu này á, thì em bấm shift 1. Em thấy chữ 4, số 4 này chữ va đấy, số 4, 4. Em bấm số 2 là ít ngang. 166,5455 nè. Cái máy này thầy cũng cài đặt chế độ fit nè, fit là làm tròn á, làm tròn bốn chỉ số thập phân. Đấy. Rồi bây giờ em muốn tính độ lệch chuẩn mẫu nè. Shift 1, shift 1. 4. Độ lệch chuẩn mẫu là 4, số 4 luôn nha, số 4 trên màn hình này luôn. Chữ XX nè. 8652, 5,8652. Rồi, đây. Đây, thế đó. Thì mấy cái máy dòng 570 thì 570 thì cái cách gọi chế độ thống kê ra là như như thế. Mà ví dụ như em mà không có tác động gì vô đó thì lúc này là dữ liệu em nó sẽ cũng còn giữ ở trong cái máy. Tức là em muốn lo coi dữ liệu lại thì em bấm shift nè. Shift 1 nè. Số 2 nè. Thấy không? Dữ liệu nó rõ ràng nó còn lưu trong máy nè. Đó. Đó. Cái chỗ này không biết dữ liệu nó còn lưu trong máy không. Bây giờ thầy tắt rồi, thầy mở lên nè, bây giờ coi thử coi. Số 3. Dữ liệu nó còn lưu trong máy nha. Nếu em không có reset máy lại thì cái dữ liệu nó còn vẫn còn lưu trong máy. Đó, bây giờ đó là cái câu A, ha, còn câu B. Thì những khảo sát trước đó thì X là biến ngẫu nhiên chỉ chiều cao của thanh niên từ 18 đến 22. Thì nó có phân phối chuẩn. Phân phối chuẩn. Với kỳ vọng là mi bằng 166 và độ lệch chuẩn là 8. Thì cái này mình không không cần áp dụng định lý giới hạn trung tâm mà chỉ cần áp dụng cái định lý số số 2 này thôi, số 2 này. Tức là nếu x có phân phối chuẩn thì cái x ngang này có phân phối chuẩn luôn nè. X ngang này có phân phối chuẩn và biến ngẫu nhiên z này có phân phối chuẩn tắc nè. Thì mình áp dụng cái định lý số 2 này là được. Yeah. Thì ở câu B đó, ở câu B thì em lưu ý nè. Cái này không cần định lý giới hạn trung tâm.
nhưng mà nó vẫn có kết quả này. Cái điều kiện tại vì cái thằng này nó có phân phối chuẩn nè, phối chuẩn thì thằng Z này đó là nó chắc chắn là nó có lực phân phối chuẩn rồi. Cái này là theo định lý về phân phối mẫu, phân phối trung bình mẫu. Thì thằng X này có phân phối chuẩn cho nên là Z này nó có phân phối chuẩn 0,1 nè. Do đó bây giờ mình sẽ tính cái xác suất để cái trung bình mẫu này nó lớn hơn. Sức để cái trung bình mẫu này nó lớn hơn 167, lớn hơn 167 thì có nghĩa là Z này nó lớn hơn 167 trừ mi chia sigma là nhân căn N này. Giống như này, chỗ này em sẽ ghi chữ Z cũng được ha, không có vấn đề gì cả. Xác suất này thì nó sẽ bằng 1 trừ phi của gì, 1 trừ phi của nguyên cái cụm này. Cụm này em chưa tính ra cũng được, em bấm máy luôn cùng 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 lúc cũng được, thấy không? Trừ phi của cụm này thì bỏ chỗ này đi. Giờ cái số này thì mình tính ra cũng được, hoặc là mình bấm cùng lúc vô cũng được, thấy không? Đây thì một trừ này, phi phi thì nó lại mình sẽ lôi cái hàm này ra đúng không, lôi cái hàm phi 167 mở ngoặc ra trừ cho mi, mi ở đây là bao nhiêu, 166. Mình giờ để số 1 cho rồi đúng không, rồi nhân cho căn 200, căn 200 căn bậc 2 của 200, rồi mới chia cái này, mới chia lại cho gì đây, chia sigma, sigma nó bằng 8 rồi chia cho 8 rồi đóng hai dấu ngoặc, thì báo lỗi chỗ nào thiếu dấu ngoặc, dư dấu. Nên thì nó ra 0,0386 không? Đúng đáp án không biết này. Này 0384. Nó có bị lý do là ở đây là mình tính cái số này ở ngoài trước rồi các em. Tính cái số này ở ngoài trước. Mình tính cái số này là 167 trừ cho 166. Rồi nhân cho căn căn của 200 rồi chia lại cho 8 thì nó là mà 1,7678 nha. Nếu mà mình lấy 1 nè trừ cho số 4 là phân phối chuẩn số 1, 1,7678 không, nó là ra khác chút, ra khác chút, ra khác 0,0386 không, 0,0386, cái này ra 0,0384. Cái kết quả này chắc bấm chắc là tra bảng đó em, để mình tra bảng thử xem. Cái này nếu mà mình tra bảng thì nó là làm tròn thành hai chỉ số thập phân sai dấu phẩy, tức là 1,77. Tra bảng thử rồi 1,77 nè, 1,77 là chỗ này phải không? Đây, 1,77 là chỗ này. 0,9616. Tức là mình sẽ lấy 1 trừ cho 0,9616. Là 0,0384. Đúng không? 0,0384 là đúng cái đáp án này luôn rồi. 0,0384. Nhưng mà nếu mà mình làm như thế này thì kết quả nào, làm theo kiểu bấm máy này đi, bấm máy thì này là 1 trừ phi là 166 trừ 167 là còn 167 trừ 166 còn 1, 1 mà nhân cho căn 200 là căn 200 luôn á, 200 luôn. Thì đóng ngoặc lại cái chỗ này mới chia lại cho 8. Rồi đóng ngoặc lại. Rồi 86
đúng đúng rồi, đáp án của mình là lấy 86 ha, làm theo kiểu bấm máy, nó làm theo kiểu bấm máy. Bây giờ chúng ta có máy hết rồi, thế thì cái em hỏi thầy là vậy cái máy 570 bấm hàm phi này được không? Thì máy 570 này thì em cũng bấm hàm phi được, chế độ mode 31 ha, mode 31 nè, em bấm AC rồi ship 1 51 thầy bấm lại nè, mode 31 nè, AC nè, rồi ship 1 51 hàm phi ha, 1,7678 kết quả ra nhiêu, lấy 1 trừ nó. Hả? Nếu mà em tính từng cái thì này, khi mà mình trừ ra là này, thì nó là 85. Trừ ra thế này nếu làm tròn nữa không? Nhưng mà nếu mà bấm cùng lúc vô gì thì nó ra 86 này. 86 đúng đáp án này. Rồi được ha. Rồi cái câu số 3 này chúng ta có trao đổi gì không? Mắc nhau.